Nhật Khánh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nhà hàng, khách sạn từ lâu được xem là một đế chế với hàng triệu công việc và hàng trăm chuyên môn nằm trong mắt xích vận hành không ngừng nghỉ. Và người làm công tác quản trị chính là trái tim của cỗ máy khổng lồ và đang ngày càng lớn mạnh. Điều này càng đúng hơn trong bối cảnh du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Và Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 30 cường quốc du lịch lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2025-2030. Để đạt được mục tiêu ấy, tất yếu nhân sự trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn phải được quốc tế hóa cả về kiến thức và kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, bài toán muôn thuở của quốc tế hóa giáo dục vẫn nằm ở chi phí quá cao cho một chuyến du học nước ngoài. Nhưng đó lại là câu chuyện của rất nhiều năm trước, khi giờ đây, người học vẫn có thể trải nghiệm chất lượng đào tạo cử nhân chuẩn châu Âu ngay tại Việt Nam với mức học phí hợp lý. Vậy, chương trình đào tạo chuẩn châu Âu này có gì đặc biệt? Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi đoạn phim ngắn sau đây. Sở hữu bằng cử nhân của một trường đại học công lập quốc tế ngay tại Việt Nam đang là lựa chọn được nhiều bạn trẻ ưu tiên nhằm tìm kiếm cơ hội xuất ngoại và thăng tiến cho bản thân, đặc biệt là với nhóm ngành giàu triển vọng như quản trị, nhà hàng, khách sạn. Trong đó, nước Pháp được xem là chiếc nôi văn hóa ẩm thực châu Âu, lại là điểm đến được đông đảo sinh viên toàn thế giới ưa chuộng. Hiện nay, một trong những lựa chọn học tập nổi bật theo hướng này tại Việt Nam là chương trình hợp tác giữa Đại học CY Sochi Paris, CYU và Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH. Theo đó, Đại học CY Sochi Paris đang là một trong số 20 trường đại học quốc gia hàng đầu tại Pháp với đào tạo chất lượng cao về lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh tế quản lý, top 300 trường đại học trẻ toàn cầu, là trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp và quốc tế. Trong chương trình cử nhân quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực giữa Đại học CY Sochi Paris với Trường Đại học HUTECH, chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn mực khắt khe của nền giáo dục Pháp ngay tại Việt Nam. Cụ thể, sinh viên được học hoàn toàn bằng tiếng Anh về quản trị nhà hàng, marketing, văn hóa ẩm thực. Đặc biệt, khoảng 70% thời lượng chương trình dành cho thực hành trong hệ thống nhà hàng, nhà bếp Vissel theo tiêu chuẩn Pháp ngay tại trường và thực tập 8 tháng tại các khách sạn 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Song song với đó, sinh viên sẽ được học tập cùng giảng viên trực tiếp từ Pháp. Hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng cử nhân do Đại học CY Sochi Paris cấp có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Khi giáo dục xuyên quốc gia ngày càng trở nên phổ biến, cơ hội được học tập trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam không còn là một trở ngại lớn. Sinh viên sau khi ra trường không chỉ được đảm bảo năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy quản trị hiện đại, mà còn có ưu thế về khả năng hội nhập, sẵn sàng làm việc trong môi trường làm việc đa văn hóa. Quý vị, qua đoạn phim ngắn vừa rồi thì hẳn không ít quý vị khán giả vẫn sẽ còn có những băn khoăn tò mò về chi tiết chương trình đào tạo liên kết quốc tế giữa Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH và Đại học CY Sochi Paris về ngành quản trị nhà hàng và khách sạn. Đó là lý do mà chúng tôi đã mời đến trường quay HTV những chuyên gia trong lĩnh vực này để lắng nghe những chia sẻ về công tác đào tạo nhân sự chất lượng cao hiện nay. Lời đầu tiên thì Nhật Khánh xin được phép cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình Nhịp cầu du học ngày hôm nay. Và bắt đầu cuộc trò chuyện này thì Nhật Khánh xin được phép đặt câu hỏi dành cho tiến sĩ Lý Thiên Trang. Dạ thưa tiến sĩ, một số quan niệm hiện nay gia đình họ cho rằng là khi mà theo học ngành quản trị nhà hàng khách sạn á, thì con em họ tốt nghiệp sẽ có thể là đi làm lễ tân, đi làm phục vụ phòng hoặc là làm phục vụ bếp, làm trong bếp vân vân. Thế thì chính vì lý do đó họ ngại đầu tư cho con em mình trong cái ngành học này, đặc biệt là theo học cái chương trình quốc tế. Vậy thì theo tiến sĩ, cái quan điểm này nó có đúng hay là không? Và nếu mình hiểu đúng thì nó sẽ như thế nào? Và bên cạnh đó thì các bạn trẻ sẽ có những cái trải nghiệm cũng như là cơ hội như thế nào khi mà theo học lĩnh vực này ở chương trình đào tạo quốc tế ạ? Để mà hiểu được cái tại sao mà phụ huynh mình có suy nghĩ như thế, là khi con em học những cái chương trình quản trị nhà hàng khách sạn thì sẽ đi làm lễ tân, bếp vân vân, thì thật ra cũng phải biết được chương trình đào tạo này là khối ngành quản trị, quản lý. Yeah. Nhưng mà quản lý, quản trị trong cái lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, dịch vụ khách sạn. Mà khi đã làm cái quản trị, quản lý trong cái khối ngành dịch vụ này thì mình phải cần có một cái sự trải nghiệm thực tế. Yeah. Thì qua cái trải nghiệm thực tế đó thì cái con đường thăng tiến nghề nghiệp để trở thành quản lý sẽ trở thành những cái người quản lý, những người quản trị tốt được. Yeah. Trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi á, thì bên cạnh cái nội hàm về
chuyên môn, chuyên ngành, thì chúng tôi cung cấp cho các em về cái kiến thức về quản lý để các em khi bước vào cái vị trí quản lý, các em ứng dụng những cái kiến thức của các em để quản trị cái hệ thống, quản lý cái quy trình cũng như là những cái hoạt động của những cái doanh nghiệp trong cái khối ngành nhà hàng, khách sạn được một cách hiệu quả và tối ưu hóa cái nguồn lực, ví dụ như nguồn lực về tài chính, nguồn lực con người, vân vân. Như vậy thì cái tiêu chuẩn đầu vào hiện nay của các nhà hàng, khách sạn là như thế nào, và các bạn sinh viên cần phải trau dồi những cái kỹ năng gì để có thể thành công theo đuổi lâu dài công việc này ạ? Cái ngành này nó khó, cái là cái tính kỷ luật nó rất là cao. Tính kỷ luật từ cái việc mỗi ngày anh đều phải duy trì được cái một cái chuẩn về tối thiểu khi mà gặp khách, về ngoại hình, về sự tươi tắn, kể cả những cái ngày mà chúng ta có cái cảm xúc khác nhau hay là những cái ngày chúng ta mệt mỏi khác nhau, chúng ta phải duy trì được cái đó. Thì cái đó là cái mà không dễ. Cái thái độ là cái mà đào tạo một thời gian rất là dài mà doanh nghiệp không thể đào tạo lại ngay trong một thời gian ngắn được. Nên là cần các cái trường họ đào tạo trong suốt nhiều năm trời về cái yếu tố về thái độ. Còn tất nhiên là về chuyên môn, tức là phần kỹ thuật á, technical á, và sau đó là các cái kỹ năng phức tạp hơn như kỹ năng về con người. Nói như cô Trang hồi nãy có chia sẻ là các bạn đào tạo trình độ đại học á, thì bên cạnh cái phần technical là phần nghề, các bạn đào tạo các cái học phần nó hỗ trợ cho công tác quản lý trong ba cái lĩnh vực chính là quản lý tài sản, quản lý con người và quản lý dịch vụ. Câu hỏi tiếp theo thì Nhật Khánh được phép dành cho tiến sĩ Eric. Thưa ông, chúng ta được biết Pháp được xem là một cái nôi của nền văn hóa ẩm thực thế giới, và bên cạnh đó thì Pháp cũng có dịch vụ nhà hàng, khách sạn vô cùng đa dạng và chuẩn mực. Thế thì theo ông, việc theo học ngành quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn theo tiêu chuẩn châu Âu và cụ thể ở đây là chuẩn của nước Pháp, thì các bạn sinh viên sẽ có được những cái cơ hội, những cái trải nghiệm cũng như là những cái thách thức nào khi mà theo học lĩnh vực này thưa ông? Thử thách đầu tiên dĩ nhiên là tiếng Pháp, bởi vì chương trình học tại HUTEC được thiết kế theo chuẩn bên đại học CY Sachsen. Vì thế đòi hỏi sinh viên phải học tiếng Pháp. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội vì hầu hết các thuật ngữ ẩm thực được dùng rộng rãi trên thế giới hiện nay đều bắt nguồn từ tiếng Pháp. Thách thức thứ hai là tính liên văn hóa, vì sinh viên phải học thêm một nền văn hóa mới, có thể là thêm một nền văn hóa phương Tây. Nhưng tương tự, đây vẫn có thể được xem là một cơ hội. Nếu bạn có một chuỗi các khách sạn quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hay ở Việt Nam nói chung, thì phần lớn các khách sạn đó đều là của châu Âu, làm việc dựa trên tiêu chuẩn châu Âu. Do đó, sẽ dễ dàng hơn cho những sinh viên sẵn sàng học thêm không chỉ nền văn hóa mà cả công cụ và kỹ thuật quản lý thực chiến của phương Tây. Bởi vì chúng tôi mong muốn những sinh viên ấy sẽ trở thành những nhà quản lý, và những gì họ học không chỉ dừng lại ở một tấm bằng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Eric. Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin bước đầu về chương trình đào tạo liên kết Đại học CY Sachsen Paris tại trường HUTEC. Để cận cảnh hơn về chương trình này, sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với ngôi trường này để xem một ngày học của sinh viên đang theo học chương trình liên kết này như thế nào nhé. Một cây ban mà nó ở giá thị trường nó lên 68 bán thị trường á. Còn nếu mà những cây ban mà ngon á, những cây mất tiền á, cái hậu vị nó động tới bằng là 10 đến 15 giây. Như bữa mình uống rượu. Đây là một tiết học pha chế rượu tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTEC. Sau khi tìm hiểu về nguồn gốc các loại rượu trên thế giới, các bạn sinh viên được yêu cầu nhận diện vang trắng, vang đỏ, cùng trao đổi với giảng viên về những nghi lễ cần có trong một buổi tiệc phục vụ. Những tiết học mở như vậy đã không còn quá xa lạ với sinh viên chuyên ngành quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực thuộc chương trình liên kết đào tạo CY Sachsen Paris, khi 40% thời lượng chương trình đào tạo dành cho các nội dung thực tế. Trong ngành này, mình được học song song với lý thuyết và thực hành. Trước tiên là mình sẽ được học về thực hành về cách ứng xử, giao tiếp trong ngành. Và sau đó là mình được học về những cách như là học rượu. Tụi mình sẽ được trải nghiệm về thử rượu và thực hành khi rót rượu cho khách. Mình đã được học một số môn thực hành như showmanship, culinary art. Mình đã được học những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao để có thể biểu diễn như những bartender thực thụ về môn culinary. Mình đã nấu được những món cả Âu cả Á. Sau khi tốt nghiệp, mình có thể làm được ở những nhà hàng 4 và 5 sao trở lên. Có thể thấy, thời gian đào tạo ngắn, tăng giờ thực hành chuyên môn, có bổ sung nội dung nghiệp vụ cao cấp để đáp ứng sự chuyển dịch thay đổi của thị trường vẫn đang là những tiêu chí hàng đầu của người học khi tìm kiếm tại các chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị nhà hàng và khách sạn hiện nay. Tuy nhiên, với nhiều bạn trẻ, cơ hội được làm việc và thăng tiến trong môi trường quốc tế giờ đây đã trở thành một gạch đầu dòng không thể thiếu khi chọn trường đại học.
thú vị nhất khi mà học ở chương trình này là sau khi tốt nghiệp với chương trình học trung bình từ 3 năm cho tới 3 năm rưỡi, tụi mình cũng có thể có cơ hội học lên thạc sĩ tại trường đại học công lập CY Petit Paris tại Pháp và được nhà trường hỗ trợ học bổng lên đến 100%. Một số chuyên gia cho rằng khối ngành phục vụ, du lịch, nhà hàng khách sạn Việt đang thiếu nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế, có khả năng bị thua thiệt ngay trên sân nhà trước nguồn lao động từ Thái Lan, Philippines và Malaysia. Do đó, nhu cầu và mong muốn được rèn luyện nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp trong môi trường chuẩn hóa quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là nguyện vọng chính đáng để bản thân lao động Việt tự tin cạnh tranh trước một thị trường đầy rộng mở, nhưng cũng không ít thách thức. Và tiếp tục chương trình thì Nhật Khánh xin được phép trò chuyện cùng với tiến sĩ Trang. Dạ thưa cô, tại chương trình liên kết giữa Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học CY Sạc Sĩ Paris thì chương trình đào tạo liên kết sẽ được thiết kế như thế nào thưa cô? Trường Đại học Khu Tech của chúng tôi khi vận hành cái chương trình liên kết giữa Khu Tech và Trường Đại học CY Sạc Sĩ Paris thì cái chương trình đào tạo của chúng tôi là nói về cái nội dung chương trình thì chúng tôi như lúc nãy là cũng có trao đổi là mang cái tính quốc tế rất cao. Cái thứ hai là mang cái tính thực tiễn ngay chính cái nội hàm của chương trình đào tạo và thực tiễn trong những cái cơ hội mà trường cung cấp cho các em sinh viên những cái trải nghiệm thực tế. Chương trình đào tạo chúng tôi là tiệm cận với những cái chương trình của các nước tiên tiến trên thế giới và chúng tôi sử dụng cái chương trình của trường Sạc Sĩ Paris là cái thứ nhất và đồng thời là chúng tôi cũng phải tùy chỉnh thực tế của tại Việt Nam. Và một cái nữa là trong chương trình đào tạo nói nội dung nè, nói về cấu trúc thì cũng linh động, gần thực tiễn. Ngoài ra thì cái phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá, chúng tôi cũng là sử dụng những cái phương pháp giảng dạy tiên tiến của thế giới. Ví dụ như là project-based learning, dạy học dựa theo dự án là cho các em làm những cái project nhỏ nhỏ và từ đó là các em ứng dụng cái kiến thức vào cái thực tế và hiểu sâu hơn về nội dung của cái những cái học phần, những cái môn học. Chúng ta sẽ cùng quay lại cuộc trò chuyện cùng với tiến sĩ Eric. Thưa ông, được biết đến ông là một chuyên gia có rất là nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy về lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn. Như vậy thì ông đánh giá như thế nào về chương trình đào tạo chuẩn quốc tế hiện nay của Trường Đại học Khu Tết thưa ông? Theo quan điểm của tôi thì chương trình học tại HUTEC luôn tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu như nhìn vào một số tiêu chuẩn cụ thể như là cơ sở vật chất cho thực hành nghiệp vụ, chúng ta có thể thấy khoa quản trị du lịch nhà hàng khách sạn được trang bị đầy đủ từ bếp nấu, quầy bar pha chế cho đến một nhà hàng thực thụ. Tiêu chuẩn thứ hai là quan hệ đối tác chiến lược trong ngành nhà hàng khách sạn. Có thể thấy là trường HUTEC luôn hợp tác với các khách sạn 5 sao và những nhà hàng fine dining cao cấp trong nước, bao gồm chuỗi resort 5 sao tại Phú Quốc. Vì thế, đây là một hình thức hợp tác nhằm phục vụ cho kỳ thực tập của sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi kỳ vọng. Cuối cùng là mối quan hệ cộng tác vững chắc giữa trường đại học HUTEC với đại học CY Sạc Sĩ Paris. Điều này rất có lợi cho sinh viên. Tôi thấy chương trình học này được thiết kế theo chuẩn quốc tế cao nhất. Một cái vấn đề, một cái thông tin nữa mà Nhật Khánh tin chắc rằng các vị phụ huynh và các bạn trẻ, các bạn sinh viên của chúng ta sẽ rất là quan tâm. Đó chính là thông tin về điều kiện tuyển sinh nè, thông tin về mức học phí cũng như những cái chương trình học bổng và những cái điều kiện để đạt được học bổng sẽ như thế nào. Dạ chắc là Nhật Khánh sẽ được mời thạc sĩ thông nhân chia sẻ vấn đề này ạ. Hiện nay thì cái điều kiện tuyển sinh đầu vào là thứ nhất là đối với các bạn đầu vào là năm nhất thì các bạn sẽ phải đạt cái đầu vào tối thiểu là tương đương với chương trình chính quy của HUTEC. Dạ. Cái đó điều kiện bắt buộc tại vì cái giai đoạn đầu là bạn vẫn được đào tạo theo chương trình đào tạo của HUTEC. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ phải có cái điều kiện tiếng Anh bao gồm hai phần. Một là các bạn sẽ có các cái chứng chỉ quốc tế. Dạ. Khi các bạn có cái chứng chỉ quốc tế thì các bạn sẽ được miễn các cái học phần học tiếng Anh. Còn hoặc là các bạn sẽ sau đó các bạn tham gia các học phần học tiếng Anh. Và sau khi học các học phần học tiếng Anh ở trường thi xong đạt chuẩn xong thì trước khi bước vào giai đoạn là năm cuối thì các bạn cũng phải thi thêm một cái chứng chỉ quốc tế để đạt cái chuẩn theo cái quy định của đề án. Về tổng học phí của chương trình á, nếu mà so với đi học ở Pháp thì chắc chắn là nó rẻ hơn rất nhiều rồi. Thậm chí so với rất nhiều các chương trình quốc tế hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi có cái mức học phí rất là cạnh tranh. Khi mà tổng thời gian đào tạo bao gồm tất cả mọi thứ thì chỉ khoảng hơn 300 triệu. Và học cái ngành này thì nó tốn cái phí nguyên vật liệu rất là lớn nhưng tất cả đã bao gồm trong cái học phí. Tức là nó sẽ không phát sinh thêm các cái chi phí
ngoài chương trình. Một lần nữa Nhật Khánh xin được phép cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, Nhật Khánh tin rằng qua cuộc trò chuyện lần này thì quý khán giả đang theo dõi chương trình sẽ hiểu hơn về bản chất, những ưu điểm chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với Đại học CY Sachse Paris với hai ngành quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực. Qua đó thì sẽ có thêm cho mình sự lựa chọn phù hợp, chuẩn bị cho con đường sự nghiệp của mình sau này, viết tiếp ước mơ châu Âu mà không còn lăn tăn về học phí khủng. Và đến đây thì chương trình Nhịp cầu du học kỳ này cũng xin được phép khép lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục đón theo dõi chương trình vào lúc 7 giờ 40 phút sáng Chủ nhật các tuần trên kênh HTV9 với rất nhiều bí quyết du học bổ ích đang chờ đón để được chúng ta lật mở. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.